Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay trong clip này thì xin được thông báo với tất cả mọi người là DK đã thực hiện đúng cái chỉ thị của nhà nước và ban phòng chống dịch Covid là đã dừng hoạt động từ ngày mùng 6 tháng 5 rồi. Và chúc cho tất cả khách hàng chúng ta sẽ ở nhà, chúng ta nghỉ dịch, nghỉ ngơi. Và sau đó là khi mà chúng ta quay trở lại làm việc thì chúng ta sẽ có những cái năng lượng tốt nhất nhé. Và DK sẽ dành cho các chị em những cái ưu đãi đặc biệt nhất dành cho mùa dịch này. Một chương trình tri ân đặc biệt sẽ giảm giá 30% tất cả các dịch vụ của DK. Và ngoài ra những chị em nào mà thanh toán hết trong mùa dịch này, trong thời gian nghỉ dịch này sẽ được cộng giảm giá thêm 10% nữa là 40%. Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất từng có, bởi vì là DK chỉ giảm giá 40% tất cả các dịch vụ khi mà vào Tết, dịp Tết Nguyên đán thôi. Còn trong năm thì DK không bao giờ giảm tất cả các dịch vụ cả. Cho nên những chị em nào mà mong muốn làm mày, làm môi, làm mí rồi xóa đi những cái vết mực xăm mà mình không mong muốn thì các chị em hãy tranh thủ cơ hội này, mình hãy inbox cho DK và để được tư vấn. Sau đó, sau khi mà các chị em đã thanh toán rồi thì sau khi mà kết thúc được nghỉ dịch thì DK sẽ mời các chị em đến để làm đẹp ngay lập tức và chúng ta sẽ có một cái diện mạo mới thật là xinh xắn, thật là tươi tắn. Mong rằng là cái chương trình ưu đãi vào cái mùa dịch này sẽ giúp các chị em có thêm cái sự yên tâm và động lực để chúng ta sau khi nghỉ dịch chúng ta có thể làm đẹp tại DK nhá. Và đây là một cái mức giá vô cùng là ưu đãi để góp phần tri ân cho các chị em luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho DK. Và ngoài ra cũng là một cái sứ mệnh là của tất cả các thành viên của DK sẽ được làm đẹp cho các chị em và được làm đẹp cho đời. Xin cảm ơn các chị và hẹn gặp lại các chị sau khi mà chúng ta nghỉ dịch nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.